Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một ngôi nhà được làm theo phong cách của một cây nấm rất là đẹp. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh vì ngôi nhà phong cách này nhé. Mình sẽ sử dụng màu tím để tô màu cho phần mái của ngôi nhà này trước. Và mình sẽ thêm một ít màu tím đậm cho phần cái mái phía dưới của ngôi nhà này. Chỉ thêm một chút màu cam cho chiếc mái này nữa nha các bạn. Tiếp theo phần tường của ngôi nhà này mình sẽ sử dụng cái bút chì màu xanh dương để tô màu cho phần tường nữa. Và chiếc ống khói của căn nhà này sẽ tô màu vàng cho chiếc ống khói này nha. Thêm một chút màu xanh lá cho phần chiếc cửa mà cửa chính của ngôi nhà này.
và mình đã tô màu và trang trí xong cho bức tranh về ngôi nhà hình đám mây rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.